Chào mừng quý vị đến với phần 2 của dự án hướng dẫn lắp đặt sân sàn tổng hợp. Trong phần tân trang sân sàn này, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách thêm lan can, gắn đường gờ nổi và gắn chặt mắt lưới mới. Trong phần 1 của loạt video này, tôi đã tháo vật liệu sàn cũ khỏi khung gỗ. Tôi đã gắn các cột trụ và tấm ván sàn tổng hợp mới. Để biết cách tôi đã làm, xin xem video cách lắp đặt sân sàn tổng hợp phần 1 có tại los com vietnamese Vật liệu sàn tổng hợp là một cải tiến thật sự cho sân sàn này. Nó không bị tét, không có nốt và ít phải bảo quản và có sẵn với nhiều kiểu và màu khác nhau. Bây giờ tôi đã sẵn sàng xây lan can và hoàn thành các chi tiết trau chuốt cuối. Các chỉ dẫn có thể in ra cho video này có một danh sách dụng cụ và một số sơ đồ hữu ích. Xin xem tại lowes com Vietnamese. Bây giờ trước khi bắt đầu, quý vị hãy đọc và làm theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất, đồng thời làm theo tất cả các quy định xây dựng và nguyên tắc của Hiệp hội Sở hữu chủ địa phương. Tốt rồi, đã đến lúc lắp đặt lan can. Bây giờ bắt đầu bằng việc đo khoảng cách giữa các cột trụ và cắt các lan can phía trên và phía dưới. Tiếp theo, xác định chiều cao quý vị muốn đặt lan can phía dưới, thường từ 2 đến 4 inch và đây là cách đơn giản để giữ lan can phía dưới đúng vị trí khi quý vị làm việc. Chỉ cần cắt một vài mẫu gỗ thừa để đỡ lan can ở chiều cao quý vị muốn. Đặt chúng cạnh cột trụ và đặt lan can phía trên ở giữa các cột trụ. Như vậy, sau khi đã đặt lan can phía dưới trên các khối gỗ, tôi sẽ gắn chấn song đầu tiên ngay sát vào cột trụ. Quan trọng là gắn cho chặt các lan can phía trên và phía dưới. Tôi sẽ đặt chấn song vào giữa cột trụ và gắn nó bằng hai đinh ốc phía trên, hai đinh ốc phía dưới và ba đinh ốc ở giữa. Tôi cũng sẽ làm như vậy với các cột trụ khác. Bây giờ tôi sẽ gắn chặt lan can dưới vào các chấn song này bằng hai đinh ốc, khoét loe miệng cho các đầu đinh ốc và gõ bằng búa để trông cho nhãn đặt lan can phía trên vào đúng chỗ và khoan đinh ốc vào chấn xong. Khoan hai lỗ chéo góc từ đỉnh vào từng cột trụ và gắn chặt bằng đinh ốc. Bây giờ lan can sẽ cần một số thanh đỡ ở gần đoạn giữa, cho nên cứ mỗi 2 feet lại đặt một khối ép cắt từ các chấn song thừa. Chỉ cần khoan qua lan can phía dưới vào khối ép Tốt rồi, đã đến lúc gắn chấn xong, nhưng trước tiên quý vị sẽ cần xác định khoảng cách. Phải tính toán một chút nhưng không khó lắm đâu, hãy kiểm tra kỹ các con số của quý vị cho chắc. Đo khoảng cách giữa phần bên trong của các chấn song đầu, làm tròn lên số nguyên gần nhất, sau đó chia khoảng cách đó cho 5 để xác định số chấn song bổ sung cần thiết. Bây giờ nhân số chấn song với 1,5 và lấy tổng khoảng cách trừ đi số đó chia số đó cho số chấn song cộng với 1 để được khoảng cách giữa các chấn song. Tốt rồi, khi quý vị đã kiểm tra kỹ, hãy cắt hai khối chêm từ các chấn song thừa và gắn chấn song bằng đinh ốc vào lan can phía trên và phía dưới. Sau đó lắp các lan can còn lại. Nhớ dùng búa để đóng lấp các đầu đinh ốc vào. Khi làm đến cầu thang, quý vị sẽ cần cắt một số góc cho lan can. Tương tự như lắp đặt các lan can khác, nhưng hãy xem các chỉ dẫn có thể in ra cho các bước và sơ đồ của chúng tôi để được trợ giúp. Một khi quý vị đã lắp xong lan can, quý vị có thể gắn các chóp cột. Tôi sẽ gắn các chóp này bằng keo dán xây dựng để trông tươm tất, nhưng quý vị cũng có thể dùng đinh ốc. Và tôi sẽ đặt các chóp có đèn năng lượng mặt trời này vào góc để cung cấp một ít điểm nhấn chiếu sáng vào ban đêm. Sân sàn này trông đã đẹp hơn. Bây giờ là cách hoàn thành các dầm bên ngoài. Tôi lấy một tấm ván tổng hợp hẹp hơn một vài inch so với chiều rộng của dầm và gắn vào bề mặt ngang bằng với sân sàn. Chốc nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị làm gì với khe hở dưới đây. Bây giờ tôi gắn đường gờ nổi bằng đinh ốc và đóng các đầu đinh ốc. Sau đó tôi dùng búa gõ để che lấp các đầu đinh ốc. Bây giờ, đây là nơi khe hở thừa bên dưới đường gờ nổi có tác dụng. Tôi sẽ dùng nó để gắn mắt lưới vào dầm biên. Vì vậy, tôi sẽ cắt mắt lưới cho vừa để cho chắc chắn và đẹp mắt hơn. Tôi sẽ thêm các đường viền khung này để khớp quanh mỗi miếng mắt lưới. Để lắp đặt, tôi chỉ cần giữ nó vào chỗ và gắn bằng các ốc mắt lưới. Thấy chưa? Trông như một sân sàn hoàn toàn khác. Bây giờ để hoàn tất vẻ mặt, tôi thêm một số đồ đạc mới. Tôi cũng tạo cảnh quan một chút quanh vòng ngoài. Và thế là việc tân trang này đã xong. Nếu quý vị muốn tìm hiểu các cách khác để sửa sang nhà cửa của mình, xin xem loạt dự án của chúng tôi tại los.com/vietnamese.